Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay mời đại chúng lắng nghe về tâm pháp tất yếu cầu sinh thượng giới. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu về tâm pháp tất yếu cầu sinh ở hạ giới rồi phải không? Bây giờ đi vào phần nội dung của thượng giới. Chúng ta hiểu rằng ai muốn đến thượng giới thì phải đến những cảnh giới ít nhất là sơ thiền phải không ạ? Người nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cảnh này dần dần đi lên. Kể nói rằng các vị nhìn vào trang số 298. Sơ định trừ bất thiện cùng ô tác thủy miên. Trung định loại trừ tầm. Trên trừ tứ các loại. Giải thích rằng ở trong sơ tỉnh lự, tức là ở trong sơ thiền. Chúng ta nhớ cố gắng hiểu chữ là sơ tỉnh lự là một chữ chuẩn mực. Bởi vì có xu thế cho rằng sơ thiền chúng ta sẽ dị ứng tịnh độ. Tại vì cứ bị cái tên tinh thần tông phái pháp môn nó ảnh hưởng chúng ta. Chứ chúng ta không có hiểu cái thật nghĩa bên trong. Thật nghĩa bên trong sơ thiền tức là sơ tỉnh lự. Mà tỉnh lự là gì? Tức là làm lắng dịu và lụi tàn cái lửa thức vọng ở trong thế gian này á, gọi là sơ tỉnh lự. Sơ tỉnh lự loại trừ được cái gì? Duy chỉ có loại trừ được bất thiện, ố tác và thủy miên. Chỉ loại trừ được ba yếu tố đó mà thôi. Chúng ta trở lại vấn đề, trong sơ tỉnh lự loại trừ duy chỉ bất thiện, ố tác, thủy miên. Như vậy tất cả những cái điều bất thiện bị loại trừ ở trong cảnh giới sơ thiền. Vì vậy mà chúng ta gọi rằng ly sanh hỷ lạc. Đó chính là đặc tính của sơ thiền. Mà ly sanh là gì? Là rời khỏi những cái pháp ác bất thiện sinh ra. Rời khỏi nó. Cho nên đây là loại trừ bất thiện, ố tác. Ô tác tức là một cái trạng thái tìm kiếm phải không? Tìm và hối hận về một cái gì đó phải không hả? Ô tác. Thủy miên tức là cái trạng thái tâm thức nó chỉ muốn ngủ nghỉ đó, tối tăm đó. Các tâm sở còn lại đã kể trên đều có mặt đầy đủ. Như vậy thì các cái tâm sở có bao nhiêu tâm? Lần trước chúng ta học rồi, mấy mươi tâm sở. Phải học kỹ bao nhiêu tâm sở, phải học kỹ. Và ở đây, tâm gì bất thiện, ố tác, thủy miên là bị loại trừ. Chúng ta nói 51 tâm sở là nói theo duy thức học, còn câu xá thì khác. Chúng ta dựa vào, nó là bao nhiêu? Hả? Tâm sở nó có bao nhiêu? Phải coi lại trong câu xá phần trước, hiểu chưa hả? Tâm sở có mấy tâm? Rồi, nói duy chỉ bất thiện là chỉ các phiền não
gồm sân và tùy miên não, tùy phiền não gồm phẳng các thứ nhưng trừ xím và cuốn và vô tàm vô quý. Nghĩa là gì? Duy trì bất thiện, tức là chỉ các phiền não này. Duy trì bất thiện là chỉ cho các phiền não, mà các phiền não đó gồm có những gì? Sân là một loại phiền não, nếu không phiền não thì không thể khởi sân. Và các tùy phiền não, tức là phiền não kéo theo. Và các tùy phiền não kéo theo này nó có mấy mươi loại, đằng trước chúng ta đã biết rồi phải không ạ? Chẳng hạn như là phẫn, hận, phú, não, tật, sang à? Đó là những cái loại mà tùy phiền não đó. Ví dụ như giận xong rồi sau đó là nó hận đó à. Rồi chỉ các phiền não gồm tùy phiền não và các thứ trừ gì? Trừ xím và cuốn. Trừ xím và cuốn à. Bằng chứng nào mà chúng ta nói rằng ở trong sơ thiền nó vẫn còn yếu tố là xím là gì? Xím là gì? Xím là gì? Không phải chữ xím mà xím khúc chứ xím khúc à, coi lại sao giờ chữ nghĩa còn lộn thộm thế. Rồi gì nữa hả? Cuốn là dối gạt. Cuốn là dối gạt à, chữ nghĩa là phải để ý lại, cái nào không mới là phải ôn lại chứ không nên cho qua à, cho qua tức là cái tâm mình nó trớt trớt á. Cái đó là để ý đó. Cái tâm nó trớt trớt rồi, cái là tự nhiên mình nghĩ rằng mình giống như mình hiểu rồi, nhưng mà thật ra mình chẳng hiểu gì cả. Đó là tự dối gạt mình á. Cho nên điều nào không hiểu thì phải ráng đầu sau, phải tìm cho ra, đừng có bỏ qua. Và vô tàm, vô quý. Ở trên cái cảnh giới của sơ tịnh lự này vẫn còn những cái yếu tố vô tàm, vô quý. Nói còn lại đều có mặt như được kể trong dục giới. Tức là những cái phần còn lại á, trong dục giới như thế nào thì ở trong này vẫn còn, tức là ở trong cõi sơ thiền nó vẫn còn. Như vậy thì ở cái mức sơ thiền chúng ta lưu ý là chỉ trừ được là bất thiện, ô tác và thủy miên thôi. Hả? Hiểu không hả? À. Rồi, cao hơn một chút. Tỉnh lự trung gian loại trừ những tâm sở đã bị loại trừ cỡ trên, lại trừ thêm tâm ngồi ra đều có đủ à, cho nên trung gian tỉnh lự tức là cái trạng thái nhị thiền đó thì định sanh hỷ lạc mà, cho nên tâm nó đứng yên một chỗ, nó không có đi tìm kiếm nữa. Còn chúng ta ngồi im xuống thâu nhiếp tâm ý mà ý của mình nó vẫn còn lang thang, mặc dù tâm mình, thân mình đã ngồi yên, mắt mình đã nhắm, nhưng mà tâm mình nó còn lang thang việc này việc nọ. Như vậy thì ở trạng thái đó vẫn còn tầm, tức là tìm kiếm. Cái tâm nó tìm kiếm với đối tượng suy nghĩ của nó. Trạng thái này chưa có phải rèn đắc được nhị thiền. Khi nào nó mất đi trạng thái này thì chúng ta mới gọi là đắc nhị thiền. Mà người đắc nhị thiền thì họ ngồi thiền rất là thoải mái, bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh. Bữa nào chúng ta ngồi thiền mà thấy thời gian trôi qua lâu quá là chúng ta biết rằng cái tâm tầm á, nó vẫn còn mạnh. Còn khi cái tâm tầm nó vén một chút thôi là chúng ta thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Rồi, ngoại trừ ra đều có, tức là những cái tâm sở đó à, nó lên tới nhị thiền thì nó thêm một cái là trừ tầm thôi. Còn ngoài ra thì nó vẫn là có đủ hết. Được chưa? Rồi, tính lự thứ hai trở lên cho đến vô sắc giới, loại trừ những tâm sở đã loại trừ cỡ trên là gì? Lại trừ tầm và tứ. Hiểu chưa hả? Cho nên cái chỗ là tính lự trung gian này nè, là cái ngưỡng cửa mà chúng ta bước qua khối sơ thiền đi vào nhị thiền. Còn khi vào hẳn nhị thiền rồi thì tầm và tứ được mất. Hiểu không? À, cho nên tầm là cái thô, mà tứ là trạng thái hoạt động vi tế. Từ các loại ở trên đây chỉ rõ thêm là cuốn, xím, ngoài ra như đã cỡ trên đều có đủ. Cho một thí dụ ở đây trong kinh nói rất là hay, cho thí dụ rất hay này không? Cuốn tức là gì? Cuốn xím cao nhất là ai? Là trời Phạm Thiên.
ở trong kinh, vì quan hệ với đại chúng mà cái cuốn xiểm này nó có mặt. Chúng ta hiểu câu này không? Sao có chuyện quan hệ với đại chúng thì cuốn xiểm nó có mặt, mà không có quan hệ đại chúng thì nó không có mặt? Đứng nhìn thầy, hối nối đứng nhìn thầy. Thầy có hối có nhìn gì mà nhìn bất động chi? Hả? Cái đây là nó giống như là một cái dạng này sĩ diện. Nếu như không có ai hết, chỉ có một người thì mình không có gì hết. Nhưng mà giờ mình lỡ mình được người ta tôn kính rồi. Mà bây giờ có người hối mình không lý nào, trước đại chúng đông mình nói mình bí. Thưa không à? Cho nên là phải nối bên con rồi sao đó, để cho người ta đến trong lãng về chuyện khác, để cho nên đỡ quê. Hiểu không hả? Cho nên đó là cái quan hệ giữa cái người đó với đại chúng, cũng bình thường là họ không có. Nhưng mà trừ khi ở trong giữa đại chúng đông đảo thì lúc bây giờ họ bị cái tâm này chi phối. Chẳng hạn như là còn từ cõi trời như từ cõi trời này trở lên không còn hai cái tâm này nữa, tức là tâm cuốn xiểm này là không còn nữa. Như vậy thì từ cõi trời phạm thiên trở xuống thì cuốn xiểm còn, nhưng mà hữu tình vượt lên trên cái cõi phạm thiên này thì cái tâm cuốn xiểm này nó không còn nữa. Vì vậy cho nên tu tập mà chúng ta thấy ở trong tâm mình còn cuốn còn xiểm, tức là không dám đối diện với thói hư thật xấu của mình, thì cái tâm này chúng ta chưa có thể vượt qua khối cõi trời phạm thiên. Hiểu không ạ? Ngày xưa thầy ở trong chúng có một vị hòa thượng rất là khả kính. Hôm ấy có một vị thầy, ngài sắp xếp cho công việc trong cái buổi hô canh, và ngài sắp xếp cho cái vị này là ở cái ban thứ 9, tức là ban cuối cùng. Nhưng mà tới cái ngày ban trực thì vị này đánh kiểng bị sai. Đánh kiểng sai, thay vì là đánh một hồi thôi thì vị này là thính ba hồi chỉ dành cho buổi tối, còn buổi sáng thì theo quy định là chỉ một hồi. Đó. Thì vị thầy tri sự đến rầy quở trách cái vị mà làm sai này. Vị này nói rất là rõ ràng: tôi sắp xếp thầy ở cái ban cuối cùng là để thầy tự học hỏi những ban trước. Bởi vì tôi biết thầy không có rành rẽ và nghi thức. Nhưng 8 ban kia người ta làm, lúc ấy thầy đang làm cái gì? Trong khi thầy không biết, và tới ngày thứ 9 là tới ngày của thầy, tại sao thầy không lo liệu? Và ngày hôm sau thì chính vị hòa thượng này ra ở trước đại chúng lạy sám hối đại chúng: con là một người tri sự do tên sai, nhưng không làm tròn cái chức trách đỡ cho một vị thính kiến sai làm ảnh hưởng tâm của đại chúng. Thưa các vị, những người như vậy họ loại trừ cái cuốn và xiểm ở trong tâm của họ. Họ sai là họ lạy, không có việc gì mà phải xấu hổ, không có việc gì mà phải là nghĩ rằng mình trở nên thấp kém. Đó là những điểm mà chúng ta thấy học hỏi. Nói tới đó thì so với ở đây thầy thấy xấu hổ quá ha. Mỏ muốn đánh sao đánh, chua muốn đánh sao đánh, muốn người đấy muốn vậy thì cứ vậy, đường ta cứ đi ha. Khủng khiếp quá, giờ hết muốn nói luôn. Thầy nói thật đó, đó là những điều mà khổ tâm của một người dẫn chúng. Thả ra thì nó thành ra là loạn lạc, mà nắm lại thì sinh phiền não, mà giữ hoài thì nó thành ra chay lì. Nói nhẹ thì như pha, nói nặng thì chấp lỗi, sao thầy lại sân si. Khó, làm thầy thật khó ở cái chỗ này. Tại vì kỷ cương nó không có, luật tắc nó không có.
Cho nên dường sao? Dường phải nhẫn chịu trong cái bối cảnh là dẫn dắt từ từ, mô phạm dựng lên từ từ. Thành so với những cái ngày tháng sống trong những chốn dài lam nó đầy đủ sự trang nghiêm á, thì cái cõi này tuy rằng là sung sướng về mặt vật chất, nhưng mà về mặt mô phạm á, thì chúng ta thấy nó còn quá non trẻ, cần phải được khắc phục, học hỏi rất nhiều. Nhưng mà khổ thay là căn tánh của con người không có nỗ lực để mà thành là lãnh thọ. Rồi khi thầy dạy, thầy nói, thầy làm thì chẳng có để ý tới. Tới lượt của mình thì làm trật lất, mà trật lất cũng như không. Rồi có nhắc một lần, như lần thứ hai, lần thứ mười cũng như nhau thôi. Thấy không có việc gì mà phải cần phải ấy nấy, hay là cần phải chính đốn, hay là phần phải có cái sự nghiêm khắc trong nội tâm. Hả, nó vậy đó. Thì chịu thôi. Nói chung là thưa các vị, nó làm thầy rất mệt luôn đó. Mệt, nhiều khi không muốn dạy luôn. Thành ra ở đây cái tâm này chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ ở trong luật của Phật, sống ở trong đại chúng người xuất gia thì mỗi nửa tháng nên có cái giờ họp chúng, rồi phát lồ, rồi sám hối, rồi thanh tịnh, rồi hôm sau mới đi Bồ Tát tụng giới. Nhưng mà thưa các vị, bây giờ thầy làm, lần trước thầy cũng làm mấy lần ở trong chúng, thì cái việc cần nói hay không nói, cái việc là không cần nói lại nói, rồi ở trước mặt không nói ra sau lưng nói, rồi trước mặt báo nói không nói, rồi ra sau lưng thêm thét vô, rồi coi như là biện đầu này bác đầu nọ, rồi từ việc này không giải quyết đem lô qua việc kia, rồi từ đó rồi việc này xong rồi qua tới việc kia, rồi những thời gian sau á bắt đầu giống như lửa cháy phừng phừng ở trong người lên vậy đó. Nó rồi hoặc là gì, hoặc là để đối phó bằng cách là một là ngồi im niệm Phật. Trong cái giờ hợp chúng cần nói thì ngồi im niệm Phật, ở trong đầu biết có niệm hay không, hay là cái tâm đầy phiền não, hoặc là nói ra là không có nói thật lòng của mình, và hợp chúng tuyên bố rằng xong rồi là thôi, nhưng mà xong rồi là cứ nhắc lại. Nó như vậy đó. Cho nên căn tánh thọ trì không có giống chánh pháp, không có giống chánh pháp. Chánh pháp là bộc bạch phát lồ sám hối, thuận theo chánh pháp và xong rồi là thanh tịnh ngay chỗ đó, chứ không có còn tồn động lại trong đầu nữa. Cho nên mặc dù muốn thi triển Phật pháp như chánh pháp, nhưng mà làm không nổi. Làm nữa phải rằng là thầy không biết làm, nhưng mà cái căn tánh thọ trì nó yếu kém quá. Nếu như mà nữa thì căng thẳng chịu không nổi, phiền não sinh ra. Có một vài chỗ họ cũng có làm, mỗi tháng họ cũng có phát lồ, nhưng mà thầy nhìn thấy ở trong đó đầy sự giả dối. Họ giống dàn dựng vậy thôi, chứ còn trong thực sự ở trong cái pháp thanh tịnh thì không có. Không có điều này, cho nên những cái điều này là những cái điều mà nó có thể biểu hiện được trong thời kỳ chánh pháp. Con người nó thuần khiết trang nghiêm, còn con người bây giờ quá nhiều thứ là khuất tất, mà gọi là cái tâm chiếm khúc nó sâu dày. Rồi cái tâm này nó phải bị loại trừ trong quá trình công phu, trong quá trình tu tập. Cho nên cái phép phát lộ sám hối trong đạo Phật đó là để loại trừ cái tâm này, tới mức là mình đối diện toàn bộ với cái tốt và cái xấu của mình, chứ không có ngần ngại gì nữa. Người tu tập mà không dám nhìn thẳng vào cái lỗi xấu của mình thì cũng giống như là lấy vải mà bó cái chân dơ của mình lại, không bao giờ nó sạch được. Chỉ khi nào lục trần nó ra và đối diện với nó và tẩy tịnh nó, chữa lành nó, thì lúc bây giờ nó thực sự nó mới có thể là đối trị được, giải quyết được. Khó phải không hả? Giáo pháp chỉ rồi. Rồi ở đây chúng ta thấy này, Đại Phạm Thiên Vương đang ngồi giữa hội chúng, giữa hội chúng Phạm Thiên. Chúng ta hiểu cái bối cảnh, ông bỗng Tỳ Kheo Mã Thánh đến hỏi. Lúc giờ Tỳ Kheo Mã Thánh có thần thông, ông có thể đến các cõi trời tự tại, và ông hỏi rằng trong địa vị nào thì bốn đại chúng này tận diệt không còn tàn dư.
trong địa vị nào, tức là trong cái vị trí nào, đến cái chỗ nào, tu tập đắc tới đâu, mà bốn đại chúng, tức là địa thủy hỏa phong, nó bị diệt tận, không còn tàn dư. Thế ra chúng ta hiểu đoạn kinh này tại sao được dẫn vô chỗ này. Bởi vì việc chúng ta đang bàn ở đây, tức là tâm pháp câu sinh trên thượng giới, hiểu không hả? À, và những cái địa vị của con người từ trong dục giới cho đến sắc giới, vô sắc giới, thì rõ ràng địa thủy hóa phong nó vẫn còn, chứ chưa có đến chỗ là diệt tận không còn tàn dư. Tỳ kheo Mã Thắng hỏi Phạm Thiên như vậy, và Đại Phạm Thiên Vương không biết chúng diệt tận vô dư trong địa vị nào. Tại sao? Bây giờ ông chưa đến cái địa vị diệt tận vô dư thì làm sao ông biết được? Ha. Nhưng mà thế gian này ai cũng tôn thờ ông á, là Chúa tế sinh ra muôn loài. Cho nên á, ông bèn trả lời một cách quanh co, ông nói lãng sang chuyện khác. Ông nói ta là Đại Phạm, là đấng tự tại, là đấng sáng tạo, là tạo hóa chủ, là đấng sanh đản, là đấng dưỡng dục, là tổ phụ của tất cả. Ông trả lời vô duyên. Thú nhau à. Nhưng mà nó có cái chuyện vậy xảy ra. Tại sao là có cái chuyện vậy? À, tại vì quan hệ với đại chúng, ông đang ở giữa đại chúng đông đảo mà tất cả đại chúng đều hỷ ông như vậy. Bây giờ có cái gì ông không biết, nhưng mà bây giờ thì khi mà thấy hỏi một câu là không biết nói, bây giờ phải làm sao? À, phải nói quanh co chuyện khác thôi, giờ sao phải không hả? Như vậy đây là trường hợp là ứng xử của một cái gì gọi là thanh tịnh cao tột trong thế gian, nhưng mà vẫn còn bị cái tâm cuốn và xiểm, vi tế của tâm cuốn xiểm nó chi phối như vậy. Nếu như mà cái tâm cuốn xiểm mà nó mất rồi thì không biết, thì nó không biết thôi, đúng không hả? À, nhưng mà ở đây nếu như thầy hỏi các vị biết không, các vị không biết, nó không biết, không lý nói các vị thanh tịnh hơn vạn thiên. Thế nên cũng chưa chết không à, cũng chưa chết, cho nên chúng ta cũng phải hiểu theo thuận lý ha. Rồi sau khi nói như vậy, Phạm Vương bèn dẫn Tỳ kheo Mã Thắng ra khỏi hội chúng Phạm Thiên và nói những lời chữa thẹn. Đó, ông nói những lời chữa thẹn đó. Ông bảo Tỳ kheo Mã Thắng là nên về hỏi Phật, Phật ở gần bên, không chịu đi hỏi tới đây. Dựng này là Phật biết hết trơn, không đi hỏi Phật để tới đây làm chi. Cho nên là những chuyện là ông cũng có cái thái độ quân tử, mà ở trước cái quan hệ trước đại chúng ấy thì ông không có nhận. Cho nên cái vi tế của tâm cuốn và xiêm nó còn. Không biết Phạm Thiên ở trên cõi trời kia ông có nghe không biết. Ông nói là khéo nói là Bồ Đề Phật Quốc nói xấu ông. Rồi cái là ông giận lên, ông hiện thân nói biết làm sao mà cãi đây. Cho nên nhưng mà chúng ta dựa theo kinh, tại cái câu kinh đó là 160 á, chỗ đó dẫn ở trong kinh Trường A Hàm, hiểu không hả? Thành ra trong luận là thường là dẫn kinh để minh chứng cái vấn đề, chứ còn nếu như ngoài ra thì không có ai dám, không ai dám khẳng định cái tính chất của nó rõ ràng như thế nào. Chỉ có kinh là một cái tạng chứng mực. Như vậy đã nói số lượng tâm sở của các tâm trong các giới địa. Được chưa? Rồi đến đây thì mời các vị chúng ta qua phần tiếp theo. Sai biệt loại tợ. Sai biệt loại tợ này á, là cái yếu tố cái này cái kia, các loại này loại kia có sự giống nhau, có sự khác nhau như thế nào, cái mức nó như thế nào. Ví dụ như chúng ta bàn về vấn đề là vô tàm vô quý ha, thì kệ nói rằng không tàm quý, không trọng, không thấy sợ tội lỗi, ái kính là tín tàm, chỉ có ở dục sắc. Giải thích rằng sự khác nhau giữa vô tàm và vô quý ở đây là sự không cung kính, không sùng trọng, không ý kỵ và không phục tùng đối với các phẩm đức và người có phẩm đức, gọi là vô tàm. Như vậy thì đây có thể là một định nghĩa thế nào gọi là vô tàm. Nghĩa là gì? Là không cung kính. Một người có đức mà chúng ta coi họ là như không,
chúng ta coi họ cũng không có bằng mình, chứ rồi gì hả, rồi không sùng trọng. Cái chữ không sùng trọng là gì? Đúng rồi, là tôn sùng mà kính trọng. Có người có tàm có quý, thấy cái người có đức, thấy cái người thiện thì chúng ta tôn sùng, chúng ta kính trọng. Đó là cái biểu hiện tự nhiên của tâm tàm, tâm quý. Còn thấy cái người đức hạnh mà chúng ta coi như không, không có cái gì gọi là tôn kính hết, thì chúng ta hiểu rằng là tâm chúng ta bị vô tàm, vô quý nó chi phối. Không quý kỵ, không phục tùng đối với các phẩm đức và người có phẩm đức. Ví dụ như, chẳng hạn như bây giờ một cái điều mình sai, người có phẩm đức mở lên lời nói ngăn chặn mình, nhưng mình lại muốn vượt qua, mình không có chịu phục tùng. Như vậy thì ở đây là biểu hiện của vô tàm, hiểu không hả? Vô tàm tức là không biết xấu hổ đấy, không biết xấu hổ. Ở đây pháp đối nghịch với sự cung kính ấy là gì? Là pháp mà các bậc thiện sĩ chê trách gọi là có tội. Điều này nó được xác định là có tội bởi vì các bậc thiện sĩ chê trách. Như vậy thì các bậc thiện sĩ chê trách là có tội hết hay sao? Điều đó cũng chưa hẳn như vậy, nhưng mà nó phải dựa trên yếu tố nào để xác định rằng có tội? Đó là dựa trên yếu tố quả báo. Đối với tội này không thấy sợ gọi là vô quý. Vô tàm được chưa? Rồi vô quý tức là đối với cái tội lỗi mà không thấy sợ. Ở đây nói sợ là nêu rõ quá không đáng ưa, nó làm phát sinh sự sợ hãi. Ví dụ như tạo ba ác đạo, tạo những cái nghiệp ác, thì con đường ác đạo sẽ phơi bày, cánh địa ngục ngạ quỷ súc sanh tương lai sẽ diễn ra. Nhưng chúng ta không sợ, bởi vì đơn giản chúng ta chưa từng thấy địa ngục, chúng ta không sợ. Người không sợ như vậy đó gọi là gì? Có những trường hợp là do họ không biết, cái dạng đó là do vô minh chi phối. Còn cái dạng biết mà vẫn không sợ, đó tâm đó bị cái gì chi phối? Vô quý, hiểu chưa hả? Cho nên cái chữ vô tàm á, chữ vô tàm tức là không thuận theo, không kính trọng đức hạnh, không kính trọng sự trang nghiêm. Còn vô quý tức là gì? Tức là không sợ cái quả báo xấu. Cho một thí dụ trong ứng xử, chưa hẳn gì chúng ta thoải mái, dễ dãi, biết điều với mọi người mà họ sinh tâm kính trọng đâu, chưa chắc đâu. Mà thầy thấy nhất là trong giới nữ, nhiều khi thiếu phẩm hạnh, ứng xử dở dãi, dở vui, đặc biệt là ở trong tình cảm. Sau này chính những người chồng là những người coi thường vợ của mình. Điều đó có đúng không ạ? Chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống, có nhiều gia đình tan thương đổ nát, mà khổ đau rồi bộc bạch, mà thầy có cơ hội lắng nghe được. Như vậy mình cứ nghĩ rằng mình thoải mái, mình biết điều, như vậy tức là người ta sẽ thương quý mình sao? Không đâu. Tại vì sao? Bởi vì á, còn tại sao người ta không tôn trọng? Là bởi vì mình không có chịu giữ cái phẩm đức của mình. Nếu như mình giữ, mình có một cái phẩm đức chừng mực, đâu đó có cung cách đàng hoàng, thì tự nhiên xung quanh người ta sẽ kính trọng. Bởi vì đặc tính vô tàm của con người á, cái đặc tính tàm của con người ai cũng có, hiểu không hả?
Còn nếu như chúng ta đã bỏ đi nó xuống rồi thì nó trở thành là vô tạm, người ta không quan trọng. Hiểu chưa? À, rồi thứ hai là vô quý. Bản thân chúng ta đôi khi không nghĩ rằng nó có tác dụng ngược. Nó có tác dụng ngược. Nhiều khi á, nó có tác dụng ngược rồi, người ta vinh vào những cái sự giới vui của mình, người ta đi ngược lại, và người ta nghĩ rằng bản chất của mình là như vậy. Những cái điều như vậy nó sẽ xảy ra trong ứng xử cuộc sống. Cho nên cái điều này chúng ta ứng xử làm sao để giữ được sự tôn nghiêm nhưng không có đến mức độ là ghét gỏng. Đây là một điều rất là khó khăn trong ứng xử. Nói không thấy sợ là muốn nêu rõ nghĩa gì? Chứ không thấy sợ này á, là nêu rõ nghĩa gì? Muốn nói đó là gì? Là thấy mà không sợ, gọi là không thấy sợ. Đúng không? Thấy nhân quả, thấy rằng mình bị đọa, thấy rằng như vậy mà vẫn không sợ, thì đây gọi là không thấy sợ. Hay là không thấy cái quả đáng sợ kia, gọi là không thấy sợ. Nếu vậy sai lầm ở chỗ nào? Trả lời rằng cả hai đều có sai. Nếu thấy mà không sợ nên biết là có trí huệ. Câu này có hiểu không? Hả? Nếu như không có trí huệ là sao thấy? Hả? Hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ khởi tham sân si hành ác nghiệp, các vị có biết rằng mình sẽ bị đọa địa ngục không? Cái gì biết đó? Trí huệ. Không có trí huệ sao biết? Không có trí huệ sao biết rằng là mình sẽ bị đọa địa ngục vì hành vi đó? Ví dụ như vua Sa Thế, ông bị đọa địa ngục, ông nghĩ rằng ông đọa địa ngục là vì sao như vậy? Đó là trí huệ. Nếu không có trí huệ thì làm sao ông biết rằng ông sẽ bị đọa địa ngục được? Cho nên trí nó có đặc tính là biết. Nhưng ở đây chúng ta hiểu rằng là cái trí này là loại tà kiến. Hiểu không hả? Là loại tà kiến. Cho nên mình nếu thấy mà không sợ thì đó là có trí. Có trí nhưng mà loại tà kiến. Chẳng hạn như là biết lửa nó cháy tay nhưng mà không sợ cái khổ của nó, cứ đưa cho nó cháy. Thì đây gọi là tà kiến. Chắc chắn khi lửa cháy rồi thì ai cũng sẽ đau đớn. Nhưng mà trước khi lửa cháy mình không sợ, chỉ có tà kiến mới như vậy thôi. Chứ còn nếu như có chánh kiến thừa nhận rằng á, là chúng ta không bị lửa cháy nó an lạc hơn, nó sẽ hạnh phúc hơn. Còn lửa cháy thì nó khổ đau hơn, nó chướng ngại hơn, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái hành động khác rồi. Nếu không thấy quả đáng sợ kia nên biết đó là vô mình. Đúng vậy không hả? Luận chế tranh như vậy, từng chữ chúng ta hiểu, cho nên biết đó là trí huệ. Cái chữ này cẩn thận như không khéo chúng ta nói kỳ ấy. Tự nhiên thấy mà không sợ mà gọi là có trí huệ. Không có trí sao không có trí? Cái thể của nó là có trí chứ, không có trí làm sao phân biệt biết rõ như vậy được. Nhưng mà cứ làm cái đây là gọi là tà kiến, nó dẫn dắt thôi, chứ còn có chánh kiến ai làm như vậy. Còn là không thấy thì đây là vô minh thôi, chứ có gì đâu để bàn nữa. Ở đây trường hợp từ này không nói đến sự thấy hay không thấy. Vậy nó nói đến cái gì? Ở đây chỉ rõ có một pháp vốn là tùy phiền não, nó làm nhân cho cả hai cái ấy, đó gọi là vô quý. Hiểu chưa hả? Tại chúng ta đang bàn một cái chữ vô quý mà. Cái chữ vô quý này mà nhân cho cả hai, nhân cho cả hai là cái gì? Hả? Không phải. Cái chữ này nó làm nhân cho cả hai. Đây là nhân cho gì? Cho huệ là tà kiến này và vô minh. Chúng ta liên hệ tới câu trên. Hiểu chưa hả? À, tại vì thấy nó như vậy, thấy nó như vậy mà không sợ, thì cái vấn đề đó nó làm cái nhân để sinh ra gì? Trí huệ tà kiến. Và hoặc là không thấy cho nên gọi là vô minh. Thì hai yếu tố này nó là cái gì? Là vô quý.
Vua quý cho nên không sợ đấy, không sợ. Cái đó là cái gốc. Tại sao thấy sai mà cứ làm? Đó là vua quý, không sợ vua quý. Rồi gì nữa hả? Còn hẳn là không thấy cái hậu quả của nó. Thì đây gọi là gì? Vô minh. Thì những điều này á, mà cái bản chất của hai cái yếu tố đó, nó là cái cây huệ tà kiến với cái cây vô minh này, nó trên nền tảng nào? Vô quý. Cái mặt đất là vô quý. Thì chúng ta đang bàn là vô tàm vô quý. Chúng ta có những câu chuyện trong Phật Pháp tứ tẩm thiện căn chúng ta rất nhiều. Chẳng hạn như bài học ngàn vàng. Chúng ta đọc câu chuyện đó chưa? Có thể nói nhắc lại cho các vị nhớ. Nhà vua phải không? Nhà vua nhận được cái một cái hiện tượng kỳ lạ từ một con người viết đưa cho một cái túi gấm, trong đó có câu là phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng mà ông coi thường, ông nghĩ rằng ấy, là mình bị gạt, và ông tìm truy sát, ông làm đủ cách việc này việc kia. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái hậu quả khổ đau sau đó nó diễn ra với đầy những cái kịch tính. Không biết rằng câu chuyện đó nó có thật ở trong nhân gian này không, nhưng mà dẫu sao đi nữa, cho chúng ta một bài học sâu sắc, đó là phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Khi nghĩ đến hậu quả sâu sắc của nó thì cái tâm tàm quý á, nó sẽ có mặt. Còn nếu như thiếu cái này, tức là không thấy hậu quả, thì đây là cái tâm vô quý. Hiểu chưa hả? Còn biết nó sai mà cứ làm thì đây là gì? Hay vô tàm. Hiểu chưa? Đó, cái tâm sở vô tàm vô quý mà nó sâu dày trong nghiệp phàm phu chúng ta, tu tới thanh tịnh phước như là tới phạm thiên mà nó vẫn còn chi phối. Khiếp chưa hả? Trong ba cõi nó vẫn cao tới mức như vậy đó. Thành hôm nay mình thấy, học cái điều này thấy rõ rồi, mình ráng mình đối diện, không sợ gì hết, cứ đối diện. Mình sai thì mình sửa thôi, thà rằng mình đương đầu với đại chúng. Có những trường hợp mà biết nó sai mà đứng im đấy, im đó, hay là sợ bị tổn hao danh dự đó, sợ tổn hao danh dự, cho nên cứ xử sự bằng cách là né tránh nó, rồi cuối cùng nó vẫn xảy ra mà thôi. Rồi ở đây có luận sư nói, đối với tội đã làm, quán sát mình mà không thấy xấu hổ gọi là vô tàm, quán sát người mà không thấy xấu hổ gọi là vô quý. Tức là cái chữ tàm quý này nó được xét với cái khía cạnh là quán sát bên ngoài và bản thân của mình. Còn vô tàm vô quý ở đoạn chúng ta vừa bàn qua, nó xét vào trong gì? Triết học tư tưởng. Được hiểu chưa hả? Nếu vậy hai sự quan sát này làm sao sanh khởi cùng một lúc? Làm sao mà quan sát người và quan sát mình làm sao mà sanh khởi cùng một lúc? Trả lời rằng không nói hai sự này sanh khởi cùng một thời khi xét vào mình hay vào người. Không có nói như vậy. Nhưng khi xét vào tự thân mà không xấu hổ vượt trội gọi là vô tàm. Tại vì xét vào tự thân mình không có thấy những cái lỗi của mình, không thấy những điều khiếm khuyết của mình, thì đây chính là kẻ vô tàm. Một con người mà không thấy mình có lỗi gì cả, điều đó nó chỉ đúng ở trong trí tuệ thanh tịnh của Đức Phật, thì chỉ có Phật mới thấy rõ điều này. Còn Bồ Tát kia vẫn còn những cái nghiệp phiền não vi tế cần phải sáu thời sám hối. Chúng ta là gì mà dám ngã mạn cho rằng mình không có gì sai lầm? Cái sai nhất của mình là gì? Tức là tự thể thanh tịnh của một Đức Phật thường hành hữu mà chúng ta không nhận ra, chúng ta cứ quanh quẩn với một đời sống của phàm phu. Cái sai đó là cái sai trầm kha, còn cần có khai thị gì nữa? Không cần khai thị gì nữa, bao nhiêu đó thôi là đủ, đã thấy rằng cái sai ngập đầu mình rồi phải không?
À, như vậy thì chỉ khi nào là chúng ta không biết xấu hổ, chúng ta mới nói càng vậy thôi. Rồi lại nữa, khi suy xét về người mà tâm không xấu hổ vượt trội gọi là vô quý, tức là các bậc thánh hiền họ có thể vượt qua tất cả những phiền não, họ đem lại rất nhiều lợi lạc cho đời, sinh ra đời trong một cái thời gian rất là ngắn mà đem đến rất nhiều cái an lạc hạnh phúc cho người khác. Còn chúng ta thì sống có thiệt già, sống thiệt lâu mà không có đem đến lợi lạc cho ai gì nhiều. Chúng ta nghĩ như vậy chúng ta thấy xấu hổ phải không ạ? À, chẳng hạn như là vua Trần Nhân Tông, chúng ta nghĩ thử xem, trong cuộc sống của một con người, thế chế ngày xưa ráng giữ huyết thống ở trong dòng họ Trần, mà vua Trần Nhân Tông phải lấy một cái người chị phải không ạ? Một cái người chị họ có thai để chắc chắn rằng là có một cái người nối nghiệp vua. Thì chúng ta nghĩ xem ở trên cái tư duy của con người làm sao chịu nổi. Đó là một điểm. Ông thì hơi cao cao một chút thôi, thân hình thì ốm, bệnh hen xiểm, mà lên ngai vua ở trong bối cảnh là ảnh hưởng của cha Trần Hưng Đạo rất lớn ở trong triều đình, mà cha Trần Hưng Đạo trước khi nhắm mắt nắm tay của con mình, đó chính là Trần Hưng Đạo, và căn dặn rằng nếu như con không vì ta mà lên ngai vua thì ta chết không nhắm mắt. Chúng ta thấy khủng khiếp. Một đường thì ở trong nhà, trong riêng tư là người vợ, mình không được quyền chọn lựa. Rồi một cái thế này ngồi trên ngai vua mà có cái dòng tộc là lớn hơn như vậy, xử sự làm sao? Rồi bên ngoài thì Hốt Tất Liệt là gửi cái chiến thư tới cảnh cáo, nếu là không có đến trình diện ta sẽ đem đại binh tới, thì chừng đó hối không kịp. Chúng ta thấy khủng khiếp. Hay một đất nước, rồi muôn dân, rồi bên trong bên ngoài, mà lúc đó Trần Nhân Tông mới có 20 tuổi mà thôi, đâu phải là một con người phải nói trải qua nhiều kinh nghiệm chiến trường cũng như chính trị. Chúng ta cứ đặt một cái bối cảnh như vậy, xuất hiện một con người như vậy trong một cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Nhưng rồi ông lãnh đạo ra sao? Ông lãnh đạo khéo tới mức là Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải là hai vị đại tướng kéo binh đến ở tại vùng biên giới phía Bắc. Lúc bây giờ Hốt Tất Liệt đưa quân sang, thì chiến lược mà đánh Phủ Đầu không thành công. Nếu như đánh Phủ Đầu không thành công thì cứ như đại cuộc sẽ thất bại, bởi vì đại binh nó suy tổn và không có đủ sức làm gì nữa cả, sẽ bị đô hộ lâu dài. Trong sử ghi á, là hôm ấy vua không kịp ăn sáng đã lên thuyền đi cả ngày lẫn đêm, giá dạng thường dân, đi với hai người tướng chèo thuyền và cấp tốc ra tận biên giới. Chúng ta thấy không có một cái vị vua nào mà quyết đoán nhanh chóng mà coi như là gấp gáp như vậy, phải không ạ? Đó, chúng ta đọc như vậy chúng ta mới thấy những con người như vậy. Tại sao hai vị đại tướng kia không dám coi thường? Tất nhiên nhà vua còn nhỏ, nhưng mà cái sự tài hoa đức hạnh như thế nào đó mà hai vị đại tướng kia là phải khuất phục. Chúng ta phải đơn giản. Đó, rồi cho nên lúc mà bao nhiêu đó mình đủ thấy rằng là cái đức hạnh tài năng nó bao trùm chứ. À, lúc đó ra bắt đầu là nhà vua mới quyết định cái chiến lược là thành không nhà trống, không có được phản kháng với đại binh như vậy, và nhà vua ra một cái chiếu thôi, toàn dân nghe lời nhà vua và đều bỏ thành Thăng Long, bỏ hết lên trên núi ngồi. Làm sao mà nhà vua nói một câu mà toàn dân nghe lời? Đâu có đơn giản. Chúng ta thấy trong tất cả các triều đại, bảo người ta bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ruộng, bỏ vườn, đâu có đơn giản.
kéo lên trên núi ngồi hết. Rốt cuộc dẹp tới không có ai để đánh hết. Rồi tha hồ mà ăn uống vẫy phá, rồi đập phá cho đã đời, rồi coi như là thổ nhưỡng nó khác, rồi lương thực nó suy kiệt, rồi bệnh tật nó diễn ra. Rồi lúc mà cái thớ suy yếu nhất thì ở trên núi tuôn xuống đánh một phen. Tập hợp hết toàn dân như vậy, con người đó không có đơn giản, phải vậy không à? Rồi sau đó 8 năm phát triển kinh tế, rồi sao nữa hả? Đất nước phồn thịnh, và sau đó lại đối diện với một trận phục thù của giặc phương Bắc, lại ra trận đánh một phen là sẽ không kinh ngạc nữa, phải không? Và sau đó thì sao? Sau đó thì xuất gia học đạo, trở thành một vị tổ sư đắc đạo. Thời gian đó bao nhiêu năm? Hả? Thời gian bao nhiêu năm? 20 năm. Một con người 20 năm mà làm bao nhiêu việc đó, từ quốc gia, xã tắc, cho đến biên giới, cho đến là an bang trị quốc, và thiết lập triều cương, và giao ngôi lại cho thái tử. Chúng ta nghĩ mình cũng con người, tại sao người ta làm được nhiều việc thế? Mình lo có chút xíu mà mình thấy giống như là cái diện mình nó to như núi. Cho nên nghĩ tới đó mình sao à? Xấu hổ. Xấu hổ đó là gì? Là quý đó. Là suy nghĩ tới người mà mình xấu hổ bản thân mình, đấy là quý. Mà khi cái tâm tàm tâm quý như vậy á, nó thường hung đúc, thì mình lại thường tinh tấn, mình lại thường là siêng năng để làm bao nhiêu việc khác. Ở đây chúng ta thấy tàm và quý cái thể nó như thế nào. Sự khác nhau giữa tàm và quý nên biết ngược lại với vô tàm vô quý, phải không? Nghĩa là trái với giải thích thứ nhất, theo đó có kính trọng, có tôn sùng, có sự ý kỵ, có sự tùy thuộc được gọi là tàm. Thấy sợ hãi đối với tội lỗi được gọi là quý. Thấy tội lỗi mình khởi tâm sợ hãi, đó gọi là quý. Trái lại, trái với giải thích thứ hai, theo đó đối với tội đã tạo ra, tự mình xét thấy hổ thẹn gọi là tàm. Xét người thấy hổ thẹn gọi là quý. Đã nói xong sự khác nhau giữa tàm và quý. Giờ mời các vị lắng nghe một chút nữa. Đối với ái và kính thì sao? Sự khác nhau giữa ái và kính. Trên lâu nay có đợi chỗ này không? Hả? Đó, không để ý là không có phân biệt được ái và kính đó nghe. À, cái kính như thế nào và cái ái nó như thế nào. Cho nên gọi là ái kính. Ái nghĩa là yêu thương, thế của nó là có tính. Có tính tức là có cái sự lắng sâu. Cho nên nghĩ tới, chẳng hạn như nghĩ tới con, nghĩ tới bà con, nghĩ tới thân thuộc, nghĩ tới những người thân thương của mình, mình nghĩ tới họ nhiều, nó lắng sâu hình ảnh của họ, cuộc sống của họ, lắng sâu trong tâm của mình. Cho nên ở trong điểm này nó có gì? Nó có ái, và trong đó là có gì? Có tính xuất hiện. Ái nó có hai loại, một loại là nhiễm ô và một loại là không nhiễm ô. À, phân chia ra như vậy. Nhiễm ô nó là gì? Là tham ái, như là thương yêu vợ con. Đó, thấy chưa hả? Thương yêu vợ con tức là tham ái. Mình tham vợ con của mình làm sao cho đẹp, cho khỏe, cho hơn người. À, mình nuôi đứa con mà con của mình học dối hơn người ta thì mình thấy thích. Còn con người ta mà học dối hơn mình không ưa. Chỉ vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là thương yêu vợ con. Cho nên là cái ái là tham. Rồi không nhiễm ô đó là tính. Cho nên nó vẫn là một cái thể tính lén sâu xuống, nhưng mà không nhiễm ô. Chẳng hạn như là yêu kính sư trưởng. Tại vì mình kính trọng để mình học cái pháp thanh tịnh, thì đây gọi là chữ tính. Cho nên xin lỗi, là đây là kính. Hiểu chưa hả? Ông bà mình nói là muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.
Nó là vậy đó. Tại vì sao? Bởi vì mình quý trọng sự hiểu biết, cho nên á mình kính yêu ông thầy, bởi vì nghĩ rằng ông thầy là cái người sẽ giúp cho con mình biết được chữ nghĩa đạo lý làm người. À, như vậy thì chúng ta thấy đã thế nào là cái ái nó nhiễm ô và cái ái không nhiễm ô rồi, phải không ạ? Hãy trong đó nó có cái chất tham ái trong đấy là nó nhiễm ô. Còn ở trong trạng thái nó ái mà không có có cái tham nhiễm trong đó thì gọi là ái kinh. Chữ tính mà không ái đó là tính duyên đến khổ tập. Được chưa hả? Tính mà không ái, tức là có sự lén sâu mà không ái nhiễm vậy, thì đó chính là duyên đến khổ tập. Là vì sao? Bởi vì nhìn thấy cái quả khổ và cái nguyên nhân nó là tập. Được chưa? Yêu kính mà không tính thì đây là nhiễm ô. Đấy, chúng ta phân tích thôi không ạ? Vợ con của mình mà mình không có tin, hai vợ chồng mà thường thường hay nghi nhau, ông đi chỗ này bà đi chỗ kia là bắt đầu nghi nhau, nghi ngờ. Cho nên nó là gì? Là có yêu mà không có kính. Từ đó thương thì thương rất nhiều đó, nhưng mà lời lẽ tuôn ra thì chẳng có gì kính trọng cả. Đây là trạng thái ái nhiễm ô, phải không? Có cả tính và yêu kính là tính duyên đến gì? Diệt đạo. Cho nên cái chữ tính mà không ái thì chưa đủ. Là chưa đủ, phải không? Chữ tính đó là một niềm tin thôi, duyên đến khổ tập thì chưa đủ đâu. Mà là gì? Là có cả tính và kính yêu nữa là mới được. Chữ ái đó là ái trong trạng thái không ô nhiễm và có cái niềm tin lén sâu nữa, thì lúc đó nó mới duyên đến là cảnh giới diệt tận khổ và con đường diệt tận khổ đâu. Được chưa hả? À, phân tích chế chân ra. Còn không tính, không yêu kính ngoài ba loại trên. Các luận sư khác nói rằng tính là chấp nhận có đức, do tính dẫn đầu sâu mới phát sinh yêu kính, cho nên ái không phải là tính. Các luận sư khác nói như vậy. Chữ kính là kính trọng, thế của nó là tàm, tức là cái sự xấu hổ. Xấu hổ, cho nên mình thấy mình không bền, mình thấy mình xấu hổ, mình cần phải vươn lên. Như đã giải thích ở trên, tàm nghĩa là kính trọng tôn sùng. Chữ tàm mà không kính là tàm duyên đến khổ tập, và có cả tàm và kính thì tàm duyên đến là diệt đạo. Chúng ta nắm rõ chẳng rõ không à? Được không? Thầy nghĩ rằng những đoạn này có lẽ là không sâu, chúng ta phân tích lại một chút. Để đi nhanh quá thì các vị không có cảm thọ hết ở trong tư tưởng. Cho nên hôm nay chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đây.